Bader Ginsburg là một nhà vô địch về bình đẳng phụ nữ và bình đẳng giới tính qua đời ở tuổi 87. Tòa án cho biết Ruth Bader Ginsburg, thẩm phán tòa án tối cao là một người đàn bà tiên phong đã mất hôm thứ sáu, 18 tháng 9 năm 2020 do biến chứng của bệnh ung thư tuyến tụy di căn tại nhà riêng ở Washington DC. Chánh án John Roberts nói: "Đất nước của chúng ta đã mất đi một luật gia có tầm vóc lịch sử." Chúng tôi tại tòa án tối cao đã mất đi một người đồng nghiệp đáng mến. Đồng thời, tin tưởng rằng các thế hệ tương lai sẽ nhớ đến Ruth Bader Ginsburg như là một nhà tranh đấu không mệt mỏi và kiên quyết cho công lý. Được xem như một biểu tượng nữ quyền, bà đã phá vỡ một số rào cản, cống hiến sự nghiệp pháp lý của mình để thách thức các luật và quy định phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính. Trong suốt quá trình đó, bà không bao giờ tránh né việc đưa ra những bình luận gây tranh cãi dù về ý kiến của tòa án tối cao. Sự từ chối của bà đã khiến cho bà có biệt danh là RBG khét tiếng bởi lượng người hâm mộ cuồng nhiệt. Cái chết của bà đã mở ra một ghế rất quan trọng trên tòa án bởi chưa đầy 50 ngày trước cuộc bầu cử. Kingsburg được bổ nhiệm vào tòa án tối cao vào năm 1993 và đã nhiều lần thề là sẽ ở lại miễn là sức khỏe của bà cho phép ngay cả khi một số nhà tự do gây áp lực buộc bà phải từ chức ở tuổi 81 dưới thời chính quyền Obama. Bà từng gọi ứng cử viên tổng thống khi đó là Donald Trump là kẻ giả dối và công khai chỉ trích tiền vệ Colin Kaepernick của NFL vì đã từ chối đứng trong bài hát quốc ca. Sau đó, bà Ginsburg đã xin lỗi vì những lời chỉ trích của bà với Tổng thống Donald Trump và Kaepernick ginsburg là người đàn bà do thái duy nhất là nữ công lý thứ hai được ngồi trên tòa án tối cao của quốc gia là một người quyết liệt về quyền phụ nữ sau nhiều năm hoạt động không biết mệt mỏi nhằm thúc đẩy bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và người thuộc giới tính thứ ba bà ghi công ơn người mẹ của mình người đã qua đời vì bệnh ung thư một ngày trước khi ginsburg tốt nghiệp trung học vì đã có ảnh hưởng đến việc vận động phụ nữ của bà Mẹ tôi nói với tôi hai điều liên tục. Một là trở thành một quý bà. Hai là phải độc lập. Thứ hai là một điều gì đó rất bất thường. Bởi vì đối với hầu hết các cô gái lớn lên trong những năm 1940, bằng cấp quan trọng nhất không phải là bằng cử nhân của bạn, mà là khi người phụ nữ lập gia đình. Ginsburg đã nói trong một lần xuất hiện tại Viện Đại học Duke năm 2005. Bà Ginsburg sinh ngày 15 tháng 3 năm 1933 tại Brooklyn, New York. Ruth John Bader tốt nghiệp loại giỏi ngành chính phủ tại Đại học Cornell vào năm 1954. Cùng năm, bà đã kết hôn với người yêu thời đại học, Martin Ginsburg, người đã trở thành một luật sư thuế hàng đầu. Bà làm việc cho cơ quan an sinh xã hội, chỉ bị giáng chức sau khi mang thai đứa con đầu lòng của họ, sinh năm 1955. Trở về miền Đông, Ginsburg ghi danh vào trường luật Harvard năm 1956 trước khi chuyển sang trường luật Columbia. Bà đứng đầu trong lớp khi nhận bàn luật năm 1959. Khi nộp đơn xin việc sau đó, bà phát hiện ra rằng hầu hết các công ty luật đều không muốn có bà, mặc dù bà có bằng cấp xuất sắc. Bà từng viết, vào những năm 50 thì các công ty luật truyền thống mới bắt đầu quay lại việc thuê người Do Thái. Nhưng để trở thành một phụ nữ, một người do thái và một người mẹ, sự kết hợp đó hơi khó khăn. Ginsburg cuối cùng đã nhận được một công việc thư ký cho thẩm phán quận Edmund Palmieri của Hoa Kỳ ở Manhattan trước khi bà chuyển đến Viện Đại học Rutgers, nơi bà là giáo sư luật từ năm 1963 đến năm 1972. Bà mang thai đứa con thứ hai khi giảng dạy tại Rutgers và lo sợ sẽ bị sa thải. Bà sinh con trong kỳ nghỉ hè năm 1965 và trở lại làm việc vào mùa thu cùng năm. Sau đó, bà giảng dạy tại Columbia, nơi bà trở thành nữ giáo viên đầu tiên của trường. Ginsburg đã cống hiến hết mình để đảo ngược các quy tắc xã hội vốn đã khiến cho sự nghiệp của bà trở nên khó khăn. Một bộ phim tài liệu tiểu sử RPG cũng trở thành một cú hít bất ngờ vào giữa năm 2018 khi Ginsburg nổi lên như là một biểu tượng cho các nhà hoạt động, đặc biệt là phụ nữ, phản đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Ginsburg tiếp tục thách thức các luật dựa trên giới tính trong suốt những năm 1970 với tư cách là luật sư tình nguyện cho Liên minh Tự do Dân chủ Hoa Kỳ, mà bà cũng là người sáng lập và giám đốc dự án quyền của phụ nữ. Năm 1980, tổng thống Jimmy Carter bổ nhiệm bà vào tòa phúc thẩm Hoa Kỳ cho District Columbia Circuit. Bà đã giữ vai trò đó cho đến khi tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm bà vào tòa án tối cao vào năm 1993. Trong suốt nhiệm kỳ của bà tại tòa án tối cao, Ginsburg vẫn đi đầu trong luật bình đẳng giới tính năm 1996, bà đã viết đa số các quyết định để phủ nhận chính sách tuyển chọn sinh viên chỉ dành cho nam giới của Học viện Quân sự Virginia và vi phạm tu chính án thứ 14. Với một tư cách là một nhà công lý, Ginsburg đã bỏ phiếu cho quyền của người lao động và sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước. Những ý kiến và quan điểm bất đồng của bà thường thu hút sự chú ý vì những lời giải thích thẳng thừng nhưng hùng hồn về quan điểm của bà. Lời nói bất đồng chính kiến mạnh mẽ của bà trong The Better vs. Good Year, Tie and Rubico vào năm 2007 đã rõ ràng kêu gọi quốc hội nới lỏng quy chế đối với các vụ kiện trả lương công bằng, nhận xét rằng một công nhân biết ngay nếu người đó bị từ chối thăng chức hoặc thuyên chuyển, chênh lệch của sự bồi thường ngược lại thường bị che giấu. Vào năm 2009 thì Tổng thống Barack Obama đã ký đạo luật trả lương công bằng, được đặt tên là Lily Ledbetter. Năm 2013, Ginsburg tham gia đa số trong việc bãi bỏ đạo luật bảo vệ hôn nhân, hay còn được gọi là DOMA, ra phán quyết rằng các cặp đồng tính kết hôn ở những tiểu bang, đám cưới như vậy là hợp pháp, sẽ được hưởng các quyền lợi liên bang giống như các cặp hôn nhân khác một trong những khoảng khắc nổi bật nhất của vụ án, Ginsburg đã nói tại các cuộc tranh luận bằng miệng rằng Dorma đã lập ra hai loại hôn nhân, hôn nhân có lợi ích và sau đó là loại hôn nhân thiếu các lợi ích. Chỉ vài tháng sau đó, bà trở thành thẩm phán tòa án tối cao đầu tiên điều hành một đám cưới đồng tính, chủ trì hôn lễ của người bạn lâu năm Michael Kaiser với nhà kinh tế học John Roberts, tại Trung tâm biểu diễn nghệ thuật John F Kennedy ở Washington. Và một trong cuộc tranh luận gay gắt về phán quyết ngừa thai năm đến 4 phiếu thuận ở Hobby Lobby của tòa án vào năm 2014, trong đó cho rằng chính phủ không thể yêu cầu một số chủ nhân cung cấp bảo hiểm cho việc kiểm soát sinh sản trái với niềm tin tôn giáo của họ. Ginsburg đã vượt qua những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng trước đó vào tháng 2 năm 2009. Khi 75 tuổi, bà đã phẫu thuật cắt bỏ một khối u nhỏ trong tuyến tụy của mình. Ung thư tuyến tụy là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất, lây lan nhanh và hiếm khi được phát hiện sớm. Trong trường hợp của bà, khối u đã được phát hiện đủ sớm để loại bỏ. Vào mùa hè năm 2019, Ginsburg một lần nữa phải đối mặt với căn bệnh ung thư tuyến được xạ trị vì một khối u ác tính. Bà cũng bị ung thư ruột vào năm 1999. Bà đã được điều trị và đặt một stent tim vào năm 2014. Vào tháng 7 năm 2018, Kingsford phải nhập viện sau khi đã bị gãy ba xương sườn. Cuối năm đó, bà phải phẫu thuật vì căn bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu. Mặc dù bà luôn quan tâm đến những công việc, nhưng bà vẫn dành thời gian để vui chơi, vào tháng 11 năm 2016, ở tuổi 83, bà có một vai diễn nhỏ trong đêm mở màn của chương trình The Daughter of the Regiment tại Washington National Opera Kennedy Center. Bà Ruth Bader Ginsburg là một nữ thẩm phán có thời gian phục vụ lâu nhất tại tòa án tối cao Hoa Kỳ, người bảo vệ mạnh mẽ cho các quyền của phụ nữ. Bà đã từng thăm Việt Nam năm 2015 nhân dịp 20 năm bình thường hóa quan hệ hai nước và là một vị thẩm phán tòa án tối cao đầu tiên của hoa kỳ sang thăm việt nam